quá hoang đường, nên có lẽ mấy ông sẽ không tin đâu, có khi còn cho là xạo ke nữa. Nhưng tôi hứa đây là chuyện thật 100%, vì sau khi trải qua, nó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi. Thuật lại câu chuyện này để mấy ông nghe cho vui, và cũng rút ra vài chút kinh nghiệm gì đó nếu có. Nghe xong nhớ cảm ơn tôi nghe mấy cha. Còn bảo tôi xạo thì cũng ok. Tôi là một gã trung niên khá thành công trong chuyện kiếm tiền, rất mê gái và cũng được nhiều gái mê. Bốn môn tứ đổ tượng tôi đều chơi láng, là chuyên gia trong mọi lĩnh vực ăn chơi trác táng. Có lẽ vì vậy mà trông tôi già khọm trước tuổi. Quan điểm của tôi là life is so short, tức là cuộc đời thì quá ngắn ngủi đó, cứ hưởng thụ hết cỡ thơ mộng khi có dịp. Bởi thế nên trong con mắt mụ vợ thì tôi đúng là một thằng khốn. Bả thường chì chiết, ăn chơi cho lắm vào rồi mang bệnh về nhà, thứ đồ mắc gió, chết đầu chết phước cho rồi. Mụ vợ tôi rủa đại như vậy mà suýt thành thiệt đó mấy cha. Tôi nhớ láng máng đầu là cái đêm mưa tầm tã hôm đó, về nhà trễ và đã say rượu lần sần. Lần mò leo cầu thang lên tới cửa phòng ngủ đang khép hờ, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi ngắm nghía mụ vợ nằm tơ hơ thoải mái trong cái áo ngủ. Tóc lên tới tận rốn, ngáy khò khò, ngủ mất từ lúc nào. Ngoài trời lạnh lẽo, sấm chớp đùng đùng, nhưng tôi thì thấy nực nổi và máu nó bắt đầu bốc ào ạt từ dưới lên. Khó chịu quá nên móc liền trong ví một viên thuốc sung như cây cung Made in China gì đó mà thằng bạn nhậu mới đưa cho hồi chiều, nuốt vội. Tôi còn nhớ nó bảo ông chơi thứ này làm luôn một mạch 2 tiếng còn chưa ra, mà có ra rồi cũng chưa chắc nó chịu xuống liền đâu nhé. Tôi gần như bổ nhào lên giường, chụp lấy con vợ xôi thịt của mình hùng ngấu nghiến. Bị tấn công bất ngờ, mụ vợ giật mình thức giấc hoảng hốt. Vừa nhán thấy bắn mặt tôi là nó đã lù loà cái miệng. Trời ơi, hôi quá, cái thứ chồng trời đánh chẳng làm ăn gì ra hồn, chỉ nhậu là giỏi. Tôi thì thào, cho tôi mận cái coi bà xã. Và bất chấp bà vùng vẫy chống cự, tôi mặc sức thả con heo ra vật lộn và quyết tâm phen này quất cho con vợ một trận tới số. Đúng là thuốc thần, dữ dằn như mụ vợ bà la sát của tôi mà đã phải nằm im chịu trận. Chỉ có vài phút thôi mà tôi thấy nó hiệu nghiệm một cách thần kỳ. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống lại thời trẻ trâu 20 tuổi. Còn mụ vợ chằn tinh của tôi thì rên xiết quằn quại như con giun đang bị dí chặt xuống đất. Tôi hổn hển nói thì thào vô tai bả: thấy sao cưng? Nhưng ai da, có cái gì đó không ổn đang xảy đến. Một cơn đau thắt ngực bỗng dưng xuất hiện bất ngờ và bóp nghẹt hơi thở, khiến tôi hớp hớp không khí như một con cá mắc cạn. Trời mẹ ơi, sao mà đau và khó thở quá, giống như có một con quỷ nào đó thò tay bóp quả tim tôi rứt phăng ra khỏi lồng ngực. Quá đau đớn, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng và ngã vật ra. Có một âm thanh như tiếng bom nổ vang rền trong đầu, và ánh sáng chung quanh chợt tắt phục như cúp điện. Tôi chỉ còn kịp nghe mụ vợ la hét thất thanh: cứu, cứu với! Rồi chìm nhanh vào bóng tối hư vô. Bên tai có tiếng o o kéo dài một lúc nữa mới dứt.
tôi hết còn biết gì ráo. Chẳng biết mê man được bao lâu, đột nhiên tôi bừng tỉnh dậy. Ánh sáng lờ mờ và chung quanh vô cùng im ắng. À không, có tiếng côn trùng rỉ rả như đang trên một cánh đồng xa vắng nào đó nữa chứ. Tự hỏi, ủa bộ mình đi ngủ với Jun rồi sao cả? Tôi hơ tay mò mò chung quanh, không thấy mụ vợ đâu hết. Rõ ràng là tụi tôi đang quấn lấy nhau hùng hục vừa nãy mà. Mắt cũng dần quen với bóng tối, nhưng tôi không thấy bất cứ thứ gì chung quanh. Cảm giác giống như mình đang ở trong một khoảng không, với bóng đêm nhờ nhờ, mờ mịt. Thỉnh thoảng, trên trời có vài tia chớp sáng lòa, vang rền tiếng sấm. Bỗng có một giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng rất rõ ràng. Nghe hơi vang vang, như tiếng vọng của hiệu ứng echo khi mình hát karaoke kẹo kéo ấy. Đi chứ cô, ngồi ngó gì nữa. Tôi quay ra phía sau lưng và suýt ngất xỉu vì phát khiếp. Một thằng cha mặt mũi trắng bệch, với hai con mắt vô hồn xanh lè như mắt mèo, ở đó từ lúc nào đang ngó tôi lom lom dò xét. Nhìn kỹ, vẻ mặt cũng khá điển trai, bảnh tỏn và có nét ngộ rất điện ảnh, hào hào như Keanu Reeves trong vai sát thủ John Wick. Có điều ở thằng cha này toát ra sự lạnh lẽo rùng rợn thế ớn. Tự nhiên tôi sổ tiếng Anh, chắc bị tưởng đang ở nước ngoài thì phải. Excuse me, where is this? Hắn nhìn tôi nói với vẻ bực bội. Nói tiếng Việt đi cha nội. Đây là vùng đệm giữa hai thế giới. Ông mới vừa đứt bóng rồi, đang quá cảnh ở đây. Chuẩn bị theo tôi qua bên kia. Hắn nhèo mắt nói thêm. À mà bên kia là địa ngục đó nha, chứ cỡ ông không có cửa lên tới thiên đàng đâu. Tôi ngạc nhiên. Ủa chết rồi hả? Tôi thấy vẫn sống nhăn đi mà, tại sao tôi phải theo ông? Hắn nhìn tôi lẩm bẩm. Sống cái con chuột cống á. Và rút ra từ trong cái áo dài đen lụng thụng như cái áo chùng của thầy tu, một cái lưỡi hái cắt cỏ dài thòn và sáng quắc. Lúc này tôi mới nhận ra thằng giả rất giống với một chiến binh Hồi giáo tự xưng IS. Chỉ có khác đây là một con dao lưỡi liềm, chứ không phải súng tiểu liên hay mã tấu như thường thấy trong phim Mỹ. Có điều tôi thắc mắc, con dao dài vậy mà sao nó nhét hết vào người được nhỉ? Hắn lại nhìn tôi với vẻ chế giễu và nói với cái giọng châm chọc. Tôi là thần chết, ông đai con mẹ nó rồi. Vì uống thuốc không rõ nguồn gốc, không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đúng là ngu như bò. Còn giờ á, thì you should follow me right now, ok? Theo tao. Vậy là hiểu rồi. Tôi biết mình vừa bị nhồi máu khi đang phê và đã về chầu ông bà ông vãi. Nhưng đi kiểu này thì không ổn chút nào. Bỏ lại bao nhiêu thứ gian dở thì làm sao mà yên tâm hả trời? Tôi cố gắng năn nỉ để được nán lại một chút. Mấy chục năm làm ăn nên tôi rất biết cách thuyết phục. Tôi nói, thì đi, nhưng làm ơn cho tôi thu xếp công chuyện và nhìn mặt vợ con lần cuối. Ông đi đâu đó làm vài chai trong khi chờ tôi được không? Chỉ vài tiếng thôi, làm ơn đi mà. Hắn liếc xéo với vẻ bực bội và chán nản. Người Việt tụi bay chuyện gì cũng năn nỉ, thằng nào cũng vậy hết á. Mà tao
cũng không biết mày tính thu xếp cái kiểu gì. Tao thì không hẹp hòi, chỉ là rồi mày sẽ hối hận cho coi. Lúc đó tự chịu trách nhiệm. Đừng trách sao tao không nói trước. Giờ thì tôi thấy thằng cha này cũng chẳng giống thần chết đáng sợ một chút nào. Thậm chí còn có cảm tình với hắn nữa mới kỳ cục chứ. Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng hắn co chân đạp tôi một phát vào đít như trời giáng. Nghe văng vẳng giọng hắn nói nhỏ như mèo kêu: "Đi đi cu, cho mày 2 tiếng. Còn tao chờ ở đây, chứ nhậu nhẹ nhẹ cái đết gì." Giờ thì tôi đang có mặt ở trong nhà, ngay cầu thang lên lầu. Nhưng chẳng ai nhìn thấy tôi. Có điều lạ là sao tôi thấy khỏe re, bước đi nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí chân bước lên cầu thang để vào phòng ngủ ở tầng 3, phóng như bay mà không hề thấy mệt hay ná thở như mọi lần. Tôi tự nghĩ, kể ra chết vậy cũng không có gì ghê gớm lắm ha. Có điều thứ tôi nhìn thấy ở trong phòng khi lên tới lầu 3 làm tôi tục bà nó cảm xúc. Đó là tôi nhìn thấy tôi, một thằng cha già khú thảm hại, đang nằm chết ngay đơ cắn cuốc ở trên giường. Có ai đã kịp mặc vô giùm tôi bộ đồ pyjama mới ken xà beng rồi. Phải chứ, tôi nhớ lúc tôi lên đường cũng là lúc đang nuôi 100% và đang phê như con dê trên bụng mụ vợ. Thôi kệ, chết vậy cũng sướng. Chỉ có con vợ tôi chắc sợ mất hồn mất vía nhỉ. Có khi bà còn đang chửi rủa nát nước không chừng. Đại loại như chết bờ chết bụi đâu không chết, mà nó lại trèo lên người tôi nó chết. Đúng là đồ khốn nạn mà. Bất giác tôi khoái chí cười lên ha hả. Tiếc cái không nhìn được cái vẻ mặt chết khiếp của con mụ lúc đó. Chẳng có ai trong phòng. Cũng chán nhìn ngắm cái thây ma sắm ngoét của mình, tôi lướt ra ngoài ngó quanh quất. Giờ mới phát hiện là tôi có khả năng bay lượn như trong phim con ma vui vẻ nữa kìa. Thật là feeling gì đâu á. Tôi nghe ở tầng dưới có vẻ ồn ào, mọi người đang tụ tập lo ma chay cho tôi thì phải. Tiếng thằng con út của tôi vang lên từ dưới nhà, hình như nó đang nói chuyện với nhà đòn qua phone. Mấy ông á, đưa dàn nhạc tới liền cho kịp tẩn liệm nghe. Trời ạ, hình như tụi nó không nhớ rằng ngày xưa thằng bố nó vẫn ghét ba cái thứ nhạc đâm ma, ỏ ý e, áo não và làm điếc tai hàng xóm này sao cả. Có lần tôi còn nói, một mai tao chết á, tụi bay đừng có gọi kèn trống nghe, đưa nó vô nhà làm ầm ĩ là tao xì hơi thú hoắc cho mà hửi đó. Cứ phát nhạc rock hoặc Bonnie em, Abba gì đó cũng được. Nếu muốn êm ả thì cứ mở Carpenters cho tao nghe là ok. Tuyệt đối cấm tiệt ba cái loại rap riết tào lao vớ vẩn đấy nhé. Rồi không biết lát nữa xì hơi cái kiểu gì đây. Cái vụ này tôi chưa có kinh nghiệm. Bực mình quá đi. Từ trên lầu thượng bỗng vẳng xuống tiếng cười khúc khích, rất ư hư là rậm rật. Hình như đó là âm thanh quen thuộc của mụ vợ tôi lúc hứng tình thì phải. Trời mẹ ơi, nghe cái giọng cười mất dạy đó, ai mà biết mụ vừa có thằng chồng mới chết chỏng cẳng ở đây ta. Tôi bèn phóng nhanh lên đó xem đang xảy ra chuyện gì. Cái phòng kho trên đây khá rộng và cũng là chỗ ngủ lại cho thằng tài xế riêng của tôi. Đứng ngoài cửa, nghe tiếng mụ vợ thì thào: "Thôi mà, bây giờ không có được, để tối đã hen." Rồi cái giọng ồm ồm của thằng tài xế chết tiệt: "Ông chết rồi mà, mọi người đang lu bu ở dưới, có ai lên đây đâu. Cho em làm một cái đi bà chủ."
im lặng một chút, rồi có tiếng hung nhau chùng chục. Tôi như trời trồng và chết đứng như từ hải. Mụ vợ của tôi ngoại tình từ hồi nào vậy cả? Sao mình chết rồi mà vẫn toát mồ hôi đầm đìa và tay chân run lẩy bẩy? Tôi phóng nhanh vào phòng và hét to: tao cho tụi bay chết mẹ hết. Nhưng trời ơi là trời, tôi vung chân vung tay đấm đá bọn chúng chỉ toàn là vô không khí. Còn đôi gian phu dâm phụ vẫn hổn hển ôm ấp hung hít và sờ soạng nhau mà chẳng có biểu hiện gì nhận ra cái thằng bị cắm sừng đang lồng lộn ngay đó. Mụ vợ vừa thở dốc vừa lèm bèm chửi thằng chồng chết là tôi. Không biết hồi hôm lão ăn cái giống gì mà sung như ngựa vậy đó, nhưng mới được vài phút đã lăn đùng ra chết. Đúng là thứ đồ trời đánh mà. Cái thằng khốn nạn kia cười hinh hích nói: vậy hả, em đang bù cho chị đây nè. Hết chịu nổi, tôi lao nhanh ra ngoài, tức muốn trào máu. Cảm giác bất lực và giận dữ quay lại rõ mồn một như trước kia, như lúc tôi còn chưa chết. Nhắm không xong, tôi bỏ đi xuống nhà. Vì còn ở lại thêm phút nào nữa, chắc phải lên cơn nhồi máu hay đột quỵ quá. Nhưng tôi sực nhớ ra, ủa còn chết gì nữa, mình ngõm củ tỏi rồi mà. Thần chết đã cảnh báo mà không nghe, có còn giải quyết được gì đâu mà đòi ở lại. Ngang qua phòng thằng con lớn ở lầu 2, nghe tiếng nói chuyện thì thầm. Ông già tự nhiên lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Đành hoãn lại, đợi đám ma xong mình mới cưới cưng ha. Tiếng con bồ của nó phụng phịu nhõng nhẽo: không chịu đâu, phải cưới chạy tan luôn, nếu không đợi tới 3 năm lận á. Thằng quý tử của tôi cười hít hít: nếu cưới nhau lúc này thì tụi mình có được động phòng không ta? Hình như con kia đấm vào lưng nó nghe huỳnh huỵch: đồ quỷ nè, động phòng từ hồi nào rồi chứ bộ chưa hả? Và hai đứa nó ôm nhau cười ngặt nghẽo. Tôi tự nhiên bâng khuâng nghĩ ngợi, té ra là mình sống hay chết gì cũng đều không có tí ảnh hưởng nào đến hòa bình thế giới cả nhỉ. Tôi thấy buồn đến nỗi không còn hơi sức bay lượn như chim được nữa. Tôi lê chân lệch bệch đi xuống phòng khách. Nhà đoàn đang chở quan tài tới. Thằng Út có vẻ bận rộn nhất nhà. Nó đang chỉ đạo mọi thứ cho cái đám ma của ông già tía của nó. Nó gọi phone nghe om sòm: alo, má đâu? Sắp đến giờ tẩn ông già, thì chùa chuẩn bị tới tụng kinh rồi kìa. Thằng này cũng còn được. Tiếng mụ vợ tôi nghe văng vẳng: chờ má làm mặt một chút rồi tao xuống liền. Trời đất, nếu không có tâm trạng đau khổ thì cũng phải làm màu chút chứ. Bà còn định trang điểm nhưng sắp đi nhảy đầm ở vũ trường nữa kìa. Định bêu riếu tôi hay sao á? Mà không biết bà với cái thằng dịch vật kia chịu buông nhau ra chưa nữa. Rồi tôi nghe nó gọi cho thằng tài xế: alo, ông qua bãi xe mang xe về tôi đi công chuyện. Ông chết rồi, giờ xe đó tôi tự lái, khỏi cần tài xế nữa. Sáng mai chờ tôi ở đây để thanh lý hợp đồng luôn. Ok. Cái vụ này thì tôi chịu, tống cổ cái thằng khốn đó đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Có tiếng mấy mẹ con nó tranh cãi ồn ào về số phận của cái thằng tài xế lưu manh vừa bị đuổi việc. Rồi có tiếng thằng cu lớn nói to giành của với thằng Út: ê cu, cái xe của ba là tao đi, mày xài chiếc xe cũ thì có, đừng có cãi nha. Thế là hai anh em nó hụt hặc cãi lộn sùm như một cái chợ chùm hổm. Tôi biết nhà này bắt đầu loạn rồi, nhưng rắn đã mất đầu, còn làm được gì nữa hết trời. Một lát sau, tiếng kèn trống
vang lên lung tung xòe, ỏm tỏi. Mấy cha nhà đòn cho cái thây ma đã cứng đơ của tôi vào mấy cái bao ni lông to đùng, quấn lại rồi buộc chặt như đòn bánh tét. Nhìn cảnh tượng đó tôi mắc ói quá nên bỏ đi chỗ khác. Tôi thấy chán quá, phải chi nghe lời lão thần chết đi luôn thì đâu phải chứng kiến mấy cảnh này. Bây giờ thì mình hết là con ma vui vẻ mà đã biến thành con ma buồn bã thật rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt có tiếng nói như tiếng mèo kêu á vang lên sau lưng. Ê cu, tôi có chuyện muốn nói với ông. Thằng cha thần chết đứng lù lù sau lưng từ lúc nào, cứ lão này chuyên môn xuất hiện từ phía sau làm tôi giật mình hoài à. Tôi hỏi sẵn giọng, chuyện gì? Chưa hết 2 tiếng mà Du nhớ tôi hả? Hắn ngoác mồm cười cợt ra cái điều chế giễu. Trời, câu hỏi ngu nhất trong năm kìa, mày nghĩ sao vậy? Có chuyện gấp gấp đây. Thần chết làm cái vẻ mặt thân thiện, nói nhỏ, xin lỗi mày nghe, tao phết lộn tên mày trong cái sổ sinh tử, lẽ ra là cái thằng nằm dưới. Lúc nãy ngồi chờ coi lại sổ sách, tao mới phát hiện ra sự nhầm lẫn. Sorry again. Tôi ngẩn ngơ, chẳng hiểu gì cả. Hắn thúc giục, nhanh lên, tao trả mày trở lại, mau nhập vô xác, không kẻo nó thúi mất. Hắn giải thích, nếu thi thể bắt đầu thiêu rồi thì phải đưa mày xuống địa ngục trước thời hạn đó, dù mày có muốn hay không. Tôi la lên, sao kỳ vậy? Thằng cha hậu đậu này nhún vai, coi như xui đi ha, lẹ lên mày, tao nghĩ nó bắt đầu có mùi rồi đó. Tôi chán nản. Đúng là chuyện trời ơi. Nếu xuống địa ngục thì sao? Có được giảm án không? Hắn nói với vẻ nghiêm trang giả tạo, chẳng có giảm giết gì sất. Theo điều số 8 khoảng 2 có luật âm ty mới cập nhật, thằng nào đã vào địa ngục thì phải chịu mọi hình phạt theo đúng bộ luật hình sự được áp dụng vào năm 1000 hồi đó. Thần chết nhìn tôi nói với vẻ dọa dẫm và khoái chí thấy rõ, số của mày thì phải chịu nhục hình để bị trừng phạt về những tội đã gây ra lúc còn sống. Thế này nhé, mày là chuyên gia ăn tục nói phét phải không? Nếu phải thì sẽ bị bẻ răng cắt lưỡi. Mày có gian dâm ngoại tình không? Nếu có thì mày bị thiến đực thành thái giám. Tội mua gian bán lận, trộm cắp thì phải bị chặt tay, vân vân. Truy ra thêm tội nào thì cứ xén bớt công cụ gây án liên quan cho đến hết thì thôi. Mà theo tao nghĩ thì mày chắc là bị xén gọt trụi lũi hết thôi, hiểu chứ cu? Tôi rùng mình kêu lên, má ơi, may quá. Không nói nữa, tao quay lại đây, đồ thần chết cả chớn. Gã tử thần khó ưa phá lên cười hô hố, cái vụ chết lộn cũng hay mà, mày mới ngủm có vài giờ còn nằm tô hô ở đó mà đã chứng kiến mụ vợ gian dâm, con cái vô tình vô nghĩa. Ở lâu thêm chút sẽ xem được cảnh vợ mày bị người ta xài, con mày bị thằng khác nó xài, tài sản kỳ ca kỳ cóp cả đời thì bị con vợ mày và anh em nó giành giật sâu xé. Coi bộ vui lắm á, khỏi cần xem phim trên tivi. Hắn có vẻ khoái trá khi xoáy sâu vào nỗi đau của tôi. Tôi thiểu não nói, thôi đi, nói hoài cũng mẹ nữa, thà xuống địa ngục cũng sướng hơn. Hắn an ủi ra vẻ thông cảm một cách giả dối. Ráng đi cu, trong cái rủi có cái may, đây là dịp cho mày nhìn ra chân tướng mọi thứ, cũng tốt mà hen. Quay về lo xử lý chuyện nhà đi ha. Trước khi biến mất, hắn còn nhìn tôi cười cợt. Nè cu,
cứ lao nhanh hết cỡ vô cái xác, nghe một cái huỵch thì sẽ sống lại thôi. Kịch lất nha. Chợt hắn nheo mắt. Hey you, tao khoái con vợ mày rồi đó. Bye bye, see you later. Tôi nhìn hắn dưới dưới nắm đấm, rồi phóng như bay xuống nhà. Sau đó thì mấy ông cũng có thể tưởng tượng ra được sự kinh hoàng xảy ra trong nhà tôi rồi phải không? Cả đám nhà đòn và mấy mẹ con đã lăn đùng ra chết giấc khi thấy tôi cựa quậy đùng đùng, xé cái bao ni lông trong lúc thì chùa đang tụng kinh. Cũng may là chưa đóng nắp hòm, nếu không thì chắc toi luôn, chết ngộp quá. Bực cái là lão thầy tụng còn chưa tin tôi sống lại, hắn ra sức gõ mỏ tụng kinh hăng hơn để quyết trừ yểm con quỷ nhập tràng là tôi. Mấy ông chắc còn nhớ cái vụ chết đi sống lại gây náo loạn trên báo chí và cộng đồng mạng một thời phải không? Tôi đó, nhờ vậy mà tôi trở nên nổi tiếng như cồn. Fan hâm mộ của tôi giờ còn đông hơn quân nguyên. Khỏi phải nói, mọi thứ bỗng trở nên thuận lợi bất ngờ. Kể ra chết một lần cũng không tệ. Tôi sắp được đề cử làm nhân vật của năm rồi đó nha. Có điều sau vụ đó, mụ vợ lăng loàn của tôi không dám cho tôi đụng vô nữa, và tụi tôi cũng chia tay rồi. Cái giá của cái chuyện chết lộn là tan nhà nát cửa. Tôi gần như phải làm lại mọi thứ, nhưng có vẻ như tất cả đều đã muộn và không còn nhiều thời gian. Nhưng thôi, kệ bà nó, chẳng có việc gì mà ầm ĩ. Nhắc nhỏ mấy ông một chuyện, cần thuốc men gì cứ đi bác sĩ cho chắc, đừng có uống bậy mà chết mất ngáp đấy nhé. Chúc mọi người may mắn và chơi bời vui vẻ. Ok.